Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn với kênh review sản phẩm của điện tử DET. Và trên tay của mình đây đó chính là một chiếc mặt bảo vệ pin tự ngắt khi pin yếu nguồn M609. Hôm nay điện tử DET sẽ muốn giới thiệu cho tất cả các bạn. Mặt của chúng ta sẽ có chức năng đó chính là phát hiện và ngắt điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thấp hơn hoặc là bằng với điện áp ngắt mà chúng ta đã cài đặt ngay ở trên mặt. Nhờ đó mà ta có thể tránh được những trường hợp xài cạn nguồn pin hay là cạn nguồn ắc quy. Nếu mà pin hoặc là nguồn ắc quy của chúng ta bị cạn thì rất là nhanh hỏng nha các bạn. Nên vì thế ta sẽ cần có một mặt bảo vệ pin như thế này. Trên mặt sẽ có hai cổng, với cổng V-in và cổng V-out. Với V-in thì ta sẽ dùng để cấp nguồn ngõ vào, và cổng V-in này thì thường chúng ta sẽ nối với các pin hoặc là ắc quy, và mặt sẽ hỗ trợ các pin và ắc quy là từ 12V đến 36V DC. Cổng V-out sẽ là cổng ngõ ra. Với ngõ ra ở mặt này chính là ngõ ra dạng trực tiếp. Chúng ta cấp nguồn bao nhiêu V thì ngõ ra sẽ ra bấy nhiêu V. Và việc đóng ngắt điện áp ngõ ra sẽ thông qua một relay có ngay ở trên mặt. Trên mặt sẽ có một màn hình LED để có thể hiển thị số V cũng như là các thông số mà chúng ta sẽ cài đặt. Bên dưới sẽ là hai nút nhấn cộng và trừ, dùng để cài đặt chế độ cũng như là tăng giảm thông số, v.v. Và mặt bảo vệ pin tự ngắt khi yếu nguồn này có độ chính xác đó chính là 0.1V so với điện áp cấp. Và như lúc nãy mình đã nói thì ngõ vào của chúng ta sẽ thường được kết hợp với các pin hoặc là bình ắc quy. Dùng để dễ dàng test cho các bạn thấy được công dụng của mạch thì mình sẽ sử dụng một bộ nguồn đa năng thay cho bình ắc quy nha. Và mình sẽ cấp nguồn là 12V DC cho điện áp ngõ vào. Ở cổng ngõ vào sẽ có hai chân, cộng và trừ. Các bạn nhớ cấp đúng cực để tránh hư hỏng mạch nha. Ngõ ra cũng có cộng và trừ tương tự như vậy. Và khi mình vừa mới cấp điện áp ngõ vào thì trên màn hình LED liền hiển thị số V mà mình đang cấp là 12.6V, nó trùng với điện áp mà mình đang cấp nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các chế độ mà mạch đem lại. Và với mạch bảo vệ pin này thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai chế độ. Đó chính là chế độ ngắt điện áp ngõ ra khi mà pin của chúng ta đang yếu. Và chế độ thứ hai đó chính là chế độ cấp nguồn cho ngõ ra khi mà pin của chúng ta đã sạc đủ. Và trước hết thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt chế độ ngắt điện áp ngõ ra khi mà pin yếu. Và bây giờ mình muốn khi pin của mình xuống còn 8V thì ngõ ra của mình sẽ bị ngắt, không còn điện áp nữa nha. Và để cài đặt thì mình sẽ nhấn nhanh 2 lần và phím có dấu cộng ngay đây. Thông số mặc định của mình đang là 12V và mình sẽ giảm nó xuống còn 8V. Đây, 8V nha các bạn. Và mình sẽ đợi khoảng 5 giây để mạch lưu lại. Và sau khi cài đặt điện áp ngắt thì chúng ta sẽ tới cài đặt điện áp đầy. Và ở mạch này thì sẽ không hỗ trợ cài đặt số V điện áp đầy ngay trực tiếp ở trên mạch, mà chúng ta sẽ cài đặt khoảng chênh lệch giữa điện áp đầy so với điện áp ngắt. Như lúc nãy mình đã cài đặt điện áp ngắt là 8V. Bây giờ mình muốn khi điện áp của mình được sạc đủ tới 12V thì relay của mình sẽ đóng và cấp nguồn lại cho ngõ ra của mình. Vậy khoảng chênh lệch giữa điện áp ngắt và điện áp đầy của mình bây giờ sẽ là 4V. Chúng ta sẽ lấy điện áp đầy trừ đi điện áp ngắt là sẽ ra 4V, là số mình sẽ cần phải chỉnh ở chế độ điện áp đầy. Và để cài đặt chế độ điện áp đầy thì chúng ta sẽ nhấn nhanh 2 lần vào phím dấu trừ. Thông số mặc định của mình đang để là 2. Và bây giờ mình sẽ cài đặt lên 4. Và chúng ta sẽ để khoảng 5 giây để mạch tự động lưu lại. Như hiện tại thì nguồn của mình đang là 12V, chưa đạt tới ngưỡng điện áp ngắt. Nên vì thế ngõ ra của mình vẫn đang có điện. Như hiện tại thì điện áp ngõ ra của mình đang là 12V luôn nha các bạn. Và điện áp ngõ ra đang có điện hay không thì chúng ta sẽ nhìn thông qua một đèn LED báo nguồn ở đây nha các bạn. Khi đèn LED sáng thì chứng tỏ ngõ ra của mình đang có nguồn. Và bây giờ mình sẽ lắp tải cho cổng ngõ ra và test thử cho các bạn luôn nha. Và như vừa rồi mình đã lắp một thanh đèn LED vào cổng ngõ ra ở trên mặt. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho mặt. Khi đèn LED sáng, chứng tỏ ngõ ra có nguồn và 12V sẽ cấp cho thanh đèn LED của mình hoạt động. Và như lúc nãy mình đã cài đặt, khi mà ắc quy của mình xuống còn 8V hoặc là thấp hơn 8V thì điện áp ngõ ra sẽ ngắt. Và bây giờ mình sẽ thử hạ điện áp ngõ ra xuống còn 8V. Đây, khi xuống dưới 8V thì đèn LED trên mạch của mình liền tắt và ngõ ra lúc này sẽ bằng 0.
và thanh đèn LED của mình sẽ không còn sáng nữa nha các bạn. Lúc này ắc quy của mình đang yếu, các bạn có thể kết hợp với các bộ sạc để sạc lại cho bình ắc quy. Và lúc nãy mình cài điện áp đầy là 12V trên lệch 4V so với điện áp ngắt. Và khi chúng ta sạc pin lại cho bình thì chỉ khi nào điện áp trong bình đạt đủ 12V thì relay của mình mới đóng và ngõ ra của mình mới có nguồn và hoạt động lại. Nếu điện áp của chúng ta chưa đạt tới 12V thì mạch vẫn chưa hoạt động lại nha các bạn. Và như các bạn đang thấy thì khi ắc quy của mình đủ 12V thì relay đã đóng và ngõ ra của mình tiếp tục có điện và cấp nguồn cho thanh đèn LED. Lúc này đèn LED báo nguồn trên mặt tiếp tục sáng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử điều chỉnh lại một lần nữa cho các bạn xem qua nha. Ở ví dụ này thì mình sẽ chọn điện áp ngắt của mình là 10V và điện áp đầy của mình sẽ là 12,5V. Trước tiên thì chúng ta sẽ cài đặt điện áp ngắt bằng cách sẽ nhấn 2 lần vào nút có dấu cộng. Đây, 10V. Và chúng ta sẽ để khoảng 5 giây để mạch tự động lưu lại. Sau đó chúng ta sẽ cài đặt điện áp đầy giữa 12,5 và 10V thì nó sẽ chênh lệch điện áp là 2,5V, nên vì thế mình sẽ cài đặt khoảng chênh lệch là 2,5. Thì chúng ta sẽ cài đặt bằng cách nhấn nhanh dấu trừ 2 lần. Đây 2,5V và chúng ta sẽ đợi khoảng 5 giây để mà tự động lưu lại. Xong rồi nha các bạn. Và lúc này bình của mình đang là 12,36V. Nó chưa đạt tới ngưỡng điện áp ngắt, nên vì thế ngõ ra của mình vẫn có điện. Và bây giờ mình sẽ thử giảm bình của mình xuống dưới 10V. Đây 9,36V. Khi mà vừa dưới 10V thì mạch của mình liền ngắt, điện áp ngõ ra, không cho tải của mình hoạt động nữa. Và để cho tải của mình tiếp tục hoạt động thì chúng ta sẽ cần sạc lại bình của chúng ta sao cho điện áp trong bình trên 12,5V. Hiện tại nguồn của mình đang là 13,37V, cao hơn với ngưỡng điện áp đầy là 12,5V, nên vì thế relay của mình tiếp tục đóng và ngõ ra của mình sẽ tiếp tục có điện nha. Rất là đơn giản và dễ cài đặt phải không các bạn? Và ngoài ra mạch của chúng ta sẽ còn có một vài chế độ nữa mà các bạn có thể kết hợp trong quá trình sử dụng. Trước hết là chúng ta có thể kiểm tra nhanh điện áp ngắt cũng như là điện áp đầy. Và để kiểm tra điện áp ngắt thì chúng ta sẽ nhấn vào phím dấu cộng 10V nha các bạn. Và để kiểm tra điện áp đầy thì chúng ta sẽ nhấn vào phím dấu trừ. Tiếp đó thì chúng ta có thể điều chỉnh độ sai số hiển thị. Như đây thì điện áp nguồn của mình đang là 13,3V. Nhưng trên mạch của mình chỉ hiển thị là 13,2V. Và mình muốn chỉnh sao để cho điện áp trên mạch của mình giống với điện áp ở trên bộ nguồn đa năng của mình, thì chúng ta sẽ nhấn giữ nút nhấn trong khoảng 3 giây. Lúc này chúng ta sẽ tăng giảm các giá trị. Và mình sẽ chỉnh là 13,4V nha. Vì trên mạch sẽ còn có sai số là 0,1, nên chúng ta phải cài đặt hơn 0,1 đơn vị thì mới giống nhau ở phần số thập phân đằng sau dấu phẩy nha. Vậy là bây giờ thông số trên màn hình của mình đã giống với thông số trên bộ nguồn đa năng của mình rồi nha. Kế đến thì chúng ta sẽ còn có một chế độ nữa, đó chính là chế độ trễ cho điện áp đầy. Nếu chúng ta cài đặt chế độ này thì khi mà pin của chúng ta đạt tới ngưỡng điện áp đầy thì ngõ ra của mình sẽ chưa có nguồn tức thời ngay lúc này, mà nó sẽ trễ trong một khoảng thời gian mà chúng ta đã cài đặt. Hiện tại mạch của mình đang cài đặt chế độ ngắt là 10V và chế độ điện áp đầy là 12,5V. Bây giờ để cài đặt chế độ trễ thì mình sẽ nhấn giữ nút trừ này trong khoảng 3 giây. Đây chính là chế độ cài đặt trễ nha các bạn. Các bạn có thể tăng giảm thời gian lên. Với 0,01 đó chính là 1 phút, 0,02 là 2 phút và 0,03 là 3 phút, và nó sẽ tăng giá trị lên từ từ. Cứ một số là 1 phút nha các bạn. Và đây sẽ là 10 phút. Và để test cho các bạn thì mình sẽ cài đặt chế độ là 1 phút.
thì yên trong khoảng 5 giây để mạch tự động lưu lại. Vậy là lúc này khi tới ngưỡng điện áp đầy thì ngõ ra của mình chưa có nguồn, mà phải đợi trong khoảng 1 phút nữa thì ngõ ra của mình mới có nguồn lại nha. Bây giờ mình sẽ thử giảm điện áp của bình mình xuống. Khi xuống dưới 10V thì ngõ ra của mình liền bị ngắt nguồn. Và bây giờ mình sẽ tăng điện áp nguồn của mình lên là 12,5V trở lại. Như các bạn đang thấy thì khi mình tăng điện áp lên tới 13V thì ngõ ra của mình vẫn chưa có điện. Bóng đèn LED báo nguồn của mình vẫn chưa sáng. Lúc này delay của mình đang thực hiện chế độ trễ và ngõ ra của mình trong 1 phút nữa mới được cấp nguồn trở lại nha các bạn. Đây. Vậy là khi mình cài đặt là 1 phút thì khi đạt ngưỡng điện áp đầy thì delay của mình phải trễ trong khoảng 1 phút thì ngõ ra của mình mới có điện áp trở lại nha các bạn. Tức là đơn giản phải không? Vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách sử dụng mạch bảo vệ pin từ ngắt khi yếu nguồn M609 này rồi. Một mạch khá là tiện dụng để chúng ta có thể ứng dụng vào việc bảo vệ pin hay là bình ắc quy, tránh để pin hay bình ắc quy của chúng ta bị tải sử dụng cạn nguồn dẫn đến hư hỏng. Và để đặt mua sản phẩm này thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ video của Điện tử DT đã kết thúc rồi. Các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của Điện tử DT, nhấn muốn thông báo để nhận những video mới tiếp tục của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.